Chào các bạn, mình vừa phát hiện ở đây có một con sâu rất là kỳ lạ. Lúc mới nhìn thấy nó thì mình không nghĩ nó là con sâu đâu, mình cứ nghĩ nó là cục phân chim không à. Đây các bạn xem, nó vừa xanh xanh là vừa đắng trắng, nhìn không khác gì cục phân chim hết. Hồi đó giờ mình chưa thấy con sâu nào mà nó xấu như con sâu nào vậy. Nhưng mà con sâu này nó rất là đặc biệt, để mình cho các bạn xem nha. Này các bạn chuẩn bị nha. Đó, ghê chưa? Nó thè cái lưỡi nó ra rất là đáng sợ. Hồi lúc mà mình vừa phát hiện nó thì mình chỉ đụng nó thử coi cái gì thôi, mà tự nhiên nó thè cái lưỡi ra giật cả mình luôn các bạn. Con sâu này là mình không dám nuôi nó luôn á các bạn. Vì xấu mà nó vừa dị nữa. Đây bây giờ mình sẽ biểu diễn lại lần nữa cho các bạn xem. Không biết là khi nó lè lưỡi ra thì là có độc hay là nó chỉ đe dọa kẻ thù thôi nữa. Nhưng mà nói chung là rất là đáng sợ, rất là ghê. Lần đầu tiên mình thấy được loại sâu này luôn đó các bạn. Nhưng mà mình cứ chọc nó một hồi thì nó lè lưỡi hết nổi luôn các bạn ơi. Mà nó rất là hung dữ nữa. Đây là lần đầu tiên mà mình thấy loại sâu này luôn đó các bạn. Nếu như các bạn biết con sâu này tên gì thì hãy comment ở bên dưới cho mình biết nha. Và nếu như thích các clip của mình thì đừng quên nhấn nút đăng ký ở bên dưới để ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn.